một góc làm việc có thể phần nào phản ánh được tính cách của chúng ta. Một góc làm việc đẹp sẽ tạo cảm hứng cho chúng ta ngồi xuống và tận hưởng hơn trong công việc của mình. Hôm nay chúng ta đang có mặt một không gian hoàn toàn khác, đó là phòng làm việc của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với cả anh em góc máy tối giản của mình. Hy vọng rằng qua đây, nó sẽ mang lại một ít kinh nghiệm để cho anh em có thể áp dụng vào góc máy của chính mình. Từ đó, có thêm nhiều cảm hứng để tận hưởng hơn trong công việc. Và nếu như anh em cũng là một người có cảm hứng với những góc máy tối giản thì đừng quên tham gia group cùng nhau setup để chúng ta chia sẻ nhiều hơn nhé. Mình tự đánh giá góc máy của mình ở mức casual setup, tức là ở mức khá là cơ bản, không có quá nhiều món đồ phức tạp. Ngoài ra thì chúng ta còn có hai dạng nữa, đó chính là home office setup, tập trung vào dạng setup công thái học, và dạng gaming setup. Mình sẽ chia sẻ với cả anh em trong những video sắp tới vào thứ hai hàng tuần thuộc series cùng nhau setup nhé. Nên là anh em hãy cùng chờ đón nhé và subscribe channel để không bỏ lỡ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất ở đây đó chính là cái bàn làm việc. Mình mua nó vào khoảng là 5 triệu, nó không hề đắt so với những sản phẩm có mặt trên thị trường. Đây là kiểu bàn được thiết kế theo mẫu của IKEA, có rất là nhiều ngăn. Mặt bàn thì mình chọn loại gỗ cao su, mình để nhẵn luôn. Nó không có đánh bóng gì cả, nó sần, nó thô, nó mộc mạc. Nó tạo nên một cảm giác sờ nó rất là thân thiện và nó rất là đã. Và kinh nghiệm là anh em hãy chọn một cái tông màu sáng đi một chút thì nó sẽ không bị dễ lộ bụi bẩn. Về màn hình thì đây là em Idra EGM có mức giá vào khoảng là 11 triệu. Mình cũng đã có bài đánh giá chi tiết về chiếc màn hình này rồi. Và sau khi làm cái bài review đó thì mình đã mua luôn nó luôn. Chiếc màn hình này có kích thước là 32 inch, độ phân giải 2K, tấm nền IPS và tần số quét là 144Hz. Một chiếc màn hình phù hợp cho cả nhu cầu làm việc lẫn gaming. Đặc biệt là những cái tựa game AAA chơi trên màn hình to là rất hợp lý. Nó sẽ giúp cho anh em đắm chìm được trong những trận đấu game. Nó rất là to. Nó như kiểu là anh em đang xem một cái bộ phim viễn tưởng với rất là nhiều những chi tiết nó đẹp cực kỳ. Những cái điều mà anh em thường không trải nghiệm được ở trong thế giới thật. Và để chiến được những cái tựa game khủng thì mình sử dụng chiếc Lenovo Legion i540. Mức giá của nó vào khoảng là 26 triệu. Cấu hình của nó hiện nay nó vẫn rất là khủng. Nó được trang bị cả họa rời GTX 1660 Ti, tương đương so với cả RTX 2060. Mình vẫn cày cả Valorant thoải mái, FPS nó vẫn trên 120-130 bình thường. Kết hợp với cả màn hình tần số quét cao lên 144Hz nữa thì trải nghiệm chơi game nó rất là đồng nhất. Mình cũng hay chơi cả Days Gone nữa. Mấy game cốt truyện thì mình chơi trên độ phân giải 2K, cấu hình nó vẫn kéo tốt, hình ảnh nó vẫn rất là đẹp. Và một lý do nữa khiến cho mình chọn chiếc i540 này đó chính là nó có cổng kết nối mini DisplayPort. Mình có thể xuất ra màn hình rời và vẫn đảm bảo được FPS vẫn được bùng lụa chứ nó không hề bị giới hạn như là HDMI. Và hay hơn nữa đó chính là các cổng kết nối của nó lại nằm gần như ở phía sau nên là mình có thể dễ dàng đi dây hơn, không gian nó vẫn rất là gọn. Khi chơi game thì mình sử dụng chiếc bàn phím NZ68 có mức giá là 2 triệu với bộ keycap 2 triệu rưỡi mua trên trang drop.com. Mình không cần quá là try hard nên là mình ưu tiên không dây cho nó tiện. Quan trọng là hành trình phím sâu, đầm để chơi game như vậy đã là tận hưởng lắm rồi. Ngoài ra thì mình cũng sử dụng một chiếc MacBook cho nhu cầu văn phòng cơ bản. MacBook thì có rất nhiều profile màu khác nhau nên là khi xuất ra màn hình rời nó cũng đẹp nữa. Mình hay sử dụng bộ màu Apple RGB, màu sắc của nó sẽ rực hơn một chút. Và đối với mình như vậy là hoàn hảo. Cả chiếc MacBook Pro 15 và chiếc Lenovo Legion i540 thì mình xuất cùng một lúc ra chiếc màn hình Idra này. Nếu muốn sử dụng chiếc máy nào thì mình cũng chỉ chuyển một phát là xong. Khi mà mình sử dụng MacBook ấy, thì mình chuyển qua chiếc bàn phím Logitech MX Keys có mức giá vào khoảng là 2 triệu 6 tại cửa hàng ThinkPro cho hàng chính hãng. Đây là bàn phím sinh ra cho Mac rồi. Nó giống kiểu là Apple Magic Keyboard ấy, nhưng mà thiết kế của nó nhìn thích hơn, keycap của nó cũng ôm tay hơn. Nó có cả phím số nữa nên là cái trải nghiệm tổng thể của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với cả cái bàn phím mặc định của Apple. Và khi mà anh em dùng Mac ấy, thì mình khuyên là anh em nên có một chiếc Apple Magic Trackpad nữa. Bởi vì sẽ có rất là nhiều thao tác mà bàn phím thường nó sẽ không thể thực hiện được. Ví dụ như là vuốt đa nhiệm hay là chuyển đổi cửa sổ chẳng hạn. Dùng Apple Magic Trackpad nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Còn chuột chính thì mình sử dụng em Razer Pro Click có mức giá vào khoảng là 2 triệu 6. Kiểu thiết kế công thái học, màu trắng, mức độ hoàn thiện thì không có điều gì phải chê cả. Pad chuột thì là sếp mua. Và đây chính là chiếc Razer Pro Glide có mức giá vào khoảng là 400.000. Nó dày và màu sắc của nó trông cũng rất sáng sủa nữa. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải giữ gìn đi một chút nha. Em màn hình Idra này nó có đến 3 cổng HD mấy lần nên là việc kết nối cũng khá là thoải mái. Apple TV thì mình sử dụng để giải trí hay là xem phim cuối tuần. Có phim Netflix này, anh em cày thoải mái. Chơi game thì mình chơi game trên Apple Arcade bằng tay cầm Xbox. Mình đã có video đánh giá rồi, trải nghiệm chơi game của nó là không có điều gì phải bàn cãi cả. Còn về âm thanh thì nó cũng đặc biệt quan trọng đến trải nghiệm làm việc.
Mình sử dụng chiếc tai nghe Bose QuietComfort có mức giá khoảng là 8 triệu. Nó có chống ồn và khả năng cách âm của nó thì phải gọi là mỹ mãn. Nhiều khi thì cái phòng mình nó cũng yên tĩnh ấy, nhưng mà vẫn phải đeo vào cho nó cách biệt hẳn so với cả thế giới xung quanh. Còn với chất âm của nó thì khỏi phải bàn cãi rồi. Nghe nhạc, xem phim nó rất là tuyệt vời, nó rất là tận hưởng. Quan trọng hơn ở đây đó chính là nó có khả năng kết nối và ghi nhớ lên đến là hai thiết bị cùng một lúc, chuyển qua chuyển lại giữa những thiết bị nó rất là tiện. Mình cũng sử dụng chiếc loa Marshall Woburn 2. Đây cũng là một sản phẩm kết nối Bluetooth và quan trọng hơn mình thấy rằng cái chất âm của cái Marshall ấy nghe nó rất là chill. Nó cứ văng vẳng nhẹ nhàng và cũng rất là đầy đặn nữa. Nó giúp cho mình tập trung hơn vào công việc. Mà thiết kế của nó thì trông rất là đẹp đúng không? Chỉ hơi tiếc đó chính là khi mà mình xem ở trên trang chủ của Selfnet ấy, thì mình thấy rằng là nó khá là bé. Nhưng mà khi đặt trong phòng và cầm lên thì mình bị choáng quá. Nó bị to và chiếm nhiều không gian quá. Và chắc là trong tương lai thì mình sẽ phải đổi lấy một em khác thôi. Chắc là nhiều anh em cũng tự hỏi là với rất là nhiều những thiết bị công nghệ như vậy, từ Apple TV, hai chiếc laptop, một chiếc màn hình, thì việc quản lý dây dợ làm sao cho nó gọn đúng không? Thì thực ra nó cũng khá là đơn giản. Anh em mua một chiếc chân đỡ màn hình về. Ví dụ như ở đây mình đang sử dụng chân NBH100. Thường thì những chiếc chân đỡ màn hình như này ấy, nó sẽ có những cái móc nối ở phía sau để cho anh em đi dây ở phía trên màn hình. Đấy, ví dụ như là anh em đang thấy ở đây đúng không? Cái không gian phía trên mặt bàn của mình nó rất là gọn, bởi vì tất cả dây dợ của mình đã giấu hết ở đằng sau cái thanh chân đỡ rồi. Còn khu vực dây ở phía bên dưới ấy, thì anh em có thể là mua trên Shopee với những từ khóa như là Cable Management này, Cable Clip hay là Desk Organizer. Ví dụ như là Cable Clip ấy, thì mình mua cái loại mình dán vào cái thanh bàn, và các loại dây thì mình cứ treo mình móc ở đó. Đủ các thể loại dây luôn, từ suốt hình ảnh cho Mac này đến sạc này, mình túm nó lại và để đằng sau một cái hộc tủ. Và tất cả những dây dợ lằng nhằng thì anh em hãy cuốn nó vào với nhau như này này, trông nó cũng đỡ hơn một chút. Thực tế bây giờ mình nhìn mình vẫn chưa hài lòng lắm và mình vẫn đang trong công cuộc cải thiện. Còn về ánh sáng thì mình ưu tiên gần như là hoàn toàn vào ánh sáng tự nhiên. Hôm nay thì trời nó cũng không nắng to cho lắm nên là trông nó cũng không được đẹp. Chứ còn hôm nào mà nó nắng to ấy, thì mình sẽ làm cho nó dịu đi bằng cách là mình sử dụng loại rèm cầu vồng để cho nó xuyên qua, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Còn về trên tường thì mình sử dụng loại Paperboard, vừa có tác dụng trang trí này, vừa để đồ đạc trông nó rất là hay. Cuối cùng là một vài những bức tranh phong cách tối giản nữa để cho bức tường nó đỡ cô đơn. Và đó chính là góc làm việc tối giản của mình. Dù bây giờ thì mình vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn rất nhiều những khuyết điểm cần phải cải thiện, nhưng mà mình hoàn toàn hài lòng với nó. Nó đang và đã tạo cảm hứng để mình tập trung hơn, enjoy hơn trong công việc của mình. Và hy vọng rằng qua video ngày hôm nay thì cũng phần nào giúp cho anh em có thêm một ít cảm hứng để anh em có thể tự build lên những góc máy của bản thân. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video cùng nhau setup vào thứ hai tuần sau nha. Bye bye.